Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 76 của đấu phá thương khung phần 5, Tiêu Viêm đã luyện chế thuốc phá tung đàn cấp 6. Tiểu Tiên đã bay lên nóc nhà đứng xem ai đang đến có định ăn cướp. Vì vậy, rất nhiều người đã bay đến chỗ Tiêu Viêm đang luyện chế thuốc. Trong đó có cả Tô Thiên Đại trưởng lão, Tiêu Lệ hai người của Ma Viêm Cốc Phương Ngôn, chuyển sang tập 77 của đấu phá thương khung. Tiêu Lệ nói chuyện với Tô Thiên không ngờ gặp được người Ma Viêm Cốc ở đây, nên sẽ ra tay đánh bọn chúng. Tuy nhiên Tô Thiên lại giật mình trước tên mặc áo xám của Ma Viêm Cốc có sức mạnh như thế. Trở lại với đám người Ma Viêm Cốc, Phương Ngô đã nói chuyện với Hàn Phong mặc áo xám che mặt về việc giết đám người tiểu môn hơi khó rồi. Do Tô Thiên của Học viện Già Nam cũng có mặt, nhưng Hàn Phong mặc áo xám đề nghị đến thời cơ hắn sẽ hợp sức với Phương Ngô giết. Còn bây giờ xem ai luyện chế thuốc 6 phẩm cao cấp ở Hắc Hoàng Thành. Và người luyện chế chắc chắn không phải Tề Sơn của Hắc Hoàng Tông. Hiện tại Tiểu Y Tiên đã toát ra mùi đấu tông là to rõ ràng trên bầu trời. Là thằng nào tiến vào phạm vi 500 m giết không tha. Điều này khiến đám người Hàn Phong, Phương Ngôn, Ma Vương Cốc đã lùi lại. Còn mỗi Tiêu Lệ, Tô Thiên và đám người Tiêu Môn đang chuẩn bị lùi lại. Tiểu Y Tiên đã lên tiếng hỏi Tiêu Lệ là người của Tiêu Môn. Tiêu Lệ cũng đã trả lời Tiểu Y Tiên. Hắn là Tiêu Lệ, phó chủ tịch của Tiêu Môn. Vì vậy, Tiểu Y Tiên đã đề nghị Tiêu Lệ lùi ra xa một chút đừng làm ảnh hưởng đến người đang luyện thuốc. Do đó Tiêu Lệ đã lùi ra phía sau. Lúc này Phương Ngôn của Ma Viêm Cốc nói chuyện với Hàn Phong là Tiêu Lệ Tiêu Môn thế nào lại quen được Tiểu Y Tiên đấu tông. Nhưng Hàn Phong cho Phương Ngôn nghe là nghe lời nói của Tiêu Lệ và Tiểu Y Tiên chưa chắc thân thiết lắm, đừng có sợ. Ở diễn biến tiếp theo, Mạc Thiên Hành đấu tông, tông chủ của Hắc Hoàng Tông cùng con trai Mạc Nhai Tề Sơn hay một số người đã xuất hiện trước mặt Tiểu Y Tiên. Mạc Nhai đã nói chuyện mình thích Tiểu Y Tiên và chuyện xảy ra với cô ấy dạo gần đây cho cha Mạc Thiên Hành nghe. Ngoài ra Mạc Thiên Hành cũng theo như lời của Tề Sơn nói là Tiêu Viêm là nhằm kiêu người đang luyện chế thuốc đó. Mạc Thiên Hành đã đề nghị Mạc Nhai và Tề Sơn đừng có gây chuyện với nhằm kiêu nữa. Nên Mạc Nhai và Tề Sơn đều đồng ý. Sau đó Mạc Thiên Hành nói về chuyện Mạc Nhai thích Tiểu Y Tiên. Mạc Nhai cũng gật đầu đồng ý. Mạc Thiên Hành cho Mạc Nhai một kế hoạch là đánh thuốc mê hay cho thuốc kích thích Tiểu Y Tiên mua ở chỗ AD ghim dưới bình luận và giúp cô ta mang bầu đều được hết. Do đó Mạc Nhai cũng đồng ý với ý kiến của cha mình Mạc Thiên Hành. Trở lại chỗ Tiêu Viêm, hắn đã luyện chế thành công viên thuốc bỏ vào bình. Tiểu Y Tiên thấy vậy cũng đã phi xuống chỗ Tiêu Viêm. Trải qua một ngày sau, Tiểu Y Tiên tự nhiên đang ngồi khép chân ở ngoài đại sảnh. Tiêu Viêm đã lững thững đi ra ngoài gặp hai người cầm ly trà đá 3.000 đồng uống một cái. Tiểu Y Tiên cũng lên tiếng giận dỗi Tiêu Viêm. Là hai ngày nữa Tiêu Viêm không đi ra khỏi phòng luyện chế thuốc, cô sẽ phá cửa xông vào xem tình hình của hắn đốt thuốc sau có lâu thế. Tiêu Y Tiên cũng kể về hai ngày Tiêu Viêm luyện chế thuốc có những anh em giang hồ đến xem. Trong đó có người quen Tiêu Lệ, Tô Thiên Đại trưởng lão. Tuy nhiên Tiêu Viêm không đi đến gặp mặt Tiêu Lệ và Tô Thiên bây giờ. Do hắn chưa muốn để lộ diện cho người khác biết có quan hệ với Tiêu Môn. Nếu không bọn giang hồ muốn thêm người đến chém nhau cướp bồ đề hóa thủy tiên. Tiếp đến Tiêu Viêm cũng được Tiểu Y Tiên nói về Mạc Thiên Hành có đến tìm hắn giao lưu quan hệ xã giao. Nhưng Tiểu Y Tiên đã xin Mạc Thiên Hành của Hắc Hoàng Tông hãy quay đầu đi về. Vì Tiêu Viêm đang bận đốt thuốc sau cỏ chế tạo thuốc chưa ra. Ngoài ra Tiểu Y Tiên cũng kể về sức mạnh của Mạc Thiên Hành là đấu tông 4 sao cho Tiêu Viêm. Hay tên mặc áo xám đeo mặt nạ Hàn Phong của Ma Viêm Cốc cũng là đấu tông. Sau đó, Tiểu Y Tiên đề nghị Tiêu Viêm hãy nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị tham gia đại hội đấu giá có thể nhún nhảy đánh nhau cướp bồ đề hóa thủy tiên. Chuyển đến buổi tối, sau một đêm Tiêu Viêm ngồi nhắm mắt trên giường khoanh chân tu luyện. Đến buổi sáng, Tiêu Viêm đã mặc một chiếc áo màu đen che kín mặt để khỏi người khác phát hiện ra hắn. Tiêu Viêm đã đi ra đại sảnh gặp Tử Nghiên Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm đã mang một chiếc áo màu đen cho Tử Nghiên trang bị thành chị em ninja che kín mặt khỏi Tiêu Lệ và Tô Thiên Đại trưởng lão phát hiện ra. Tử Nghiên đã phung phèo mồm mồm nói với Tiêu Viêm, quần áo xấu vậy cô không mặc đâu. Nhưng cuối cùng Tử Nghiên mặt vẫn méo vẫn phải mặc áo che mặt. Nhóm ba người Tiêu Viêm rời khỏi phòng nhà nghỉ Hắc Hoàng Cát đã gặp ngay thằng Mạc Nhai đang đứng ở ngoài cửa chờ sẵn. Mạc Nhai đã chào buổi sáng nhóm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã nói chuyện với Mạc Nhai có chuyện gì gặp hắn. Tuy nhiên Mạc Nhai đã nghiền Tiểu Y Tiên cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể cô ấy lẫn khuôn mặt ăn khách. Mạc Nhai đã đưa cho nhóm Tiêu Viêm một khối lệnh bài đi vào bên trong đại hội đấu giá có ghế VIP ngồi. Do đó Tiêu Viêm cảm ơn Mạc Nhai và dẫn Tiểu Y Tiên Tử Nghiên đi đến đại hội đấu giá luôn. Các trưởng lão đang đứng canh cửa đi vào đại hội đấu giá, Hắc Hoàng Tông đã phát hiện ra khuôn mặt của Tiểu Y Tiên. Họ đã đến chào ba người Tiêu Viêm đồng thời chỉ hướng đi vào đại hội đấu giá. Nhóm ba người Tiêu Viêm đi vào bên trong đại hội đấu giá đã bị một em gái ngăn lại xem có lệnh bài không.
Tiêu Viêm đã nhìn chằm chằm vào em gái mặc áo trắng, thấy cả nội y bên trong màu xanh đỏ tím vàng bảy sắc cầu vồng đang đánh giá ngon. Tiêu Y Tiên và Tử Nghiên thấy Tiêu Viêm vậy đã ho một cái. Tiêu Viêm đã giật mình mang lệnh bài của mình đưa cho em gái đó, nên em gái này đã dẫn ba người Tiêu Viêm đến chỗ ngồi VIP của mình. Chuyển đến chỗ Ma Viêm Cốc đang ngồi một góc, Phương Ngôn cũng trò chuyện với các trưởng lão. Là tên mặc áo đen Tiêu Viêm che ký mặt kia cho là người luyện dược hai ngày trước. Hàn Phong đang mặc áo xám che mặt cũng lên tiếng, là mong tiếng đó đừng làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn là được. Trải qua nửa canh giờ sau, Tiêu Viêm quan sát bên trong hội trường bán đấu giá có rất nhiều anh em giang hồ sao mít mực trên người đến tham gia. Trong đó nhìn sơ qua đã có thêm bà đấu tông cũng đang chờ mặt. Mục đích chủ yếu là bồ đề hóa thể tiên. Lúc này tông chủ Mạc Thiên Hành của Hắc Hoàng Tông đã đi lên sàn đấu giá giới thiệu tên tuổi của mình cho mọi người đang ngồi tham gia đấu giá. Mạc Thiên Hành cũng đưa ra một số quy tắc đấu giá, là không được gây rối loạn mất trật tự đánh nhau phá làng phá xóm ở trong đại hội, không thì sẽ bị bắt nhốt vào trong trại cải tạo hoặc là xanh cỏ luôn. Sau đó Mạc Thiên Hành đã cho buổi đấu giá bắt đầu, đồng thời rời khỏi sân nhường lại cho một ông già tên Bạch Phát chỉ đạo. Hiện tại Bạch Phát đã dẫn chương trình đưa ra vật phẩm thứ nhất là một quyển sách đấu kỹ Thiên Vũ Chỉ huyền giai trung cấp. Giá khởi điểm là 10 vạn kim hoàng tệ và trả giá cao nhất là 80 vạn. Dĩ nhiên Tiêu Viêm không quan tâm quyển sách này. Sau một hồi đấu giá đã được một người trả giá 80 vạn mua. Trải qua một thời gian sau các vật phẩm cũng được đấu giá khá nhiều. Bây giờ Bạch Phát đã giới thiệu một quyển sách địa giai trung cấp lục hợp du thần thước do một tên lục hợp đấu tôn sáng tạo để lại. Giá khởi điểm là 180 vạn. Tiêu Viêm thấy quyển sách đấu kỹ này phù hợp với con sát đen Huyền Trọng Sích đã ngồi dậy nhìn chằm chằm. Điều này khiến Tiểu Tiên biết Tiêu Viêm muốn có quyển sách lục hợp du thần thước. Sau đó rất nhiều người bắt đầu trả giá từ 183 vạn. Tiêu Viêm đang ngồi khu khách VIP đã trả giá 250 vạn. Nhưng một tên kha đã trả giá 255 vạn. Vì vậy Tiêu Viêm sau phẩm luyện dược cùng Tiểu Tiên đấu tông nhìn về tên đó trả giá thêm 300 vạn. Khiến tên đó sợ bị đập chiếu không dám trả thêm giá nữa. Thì Tiêu Lệ muốn lấy quyển sách này cho Tiêu Viêm. Hắn đã trả giá 310 vạn. Tiêu Viêm thấy vậy đã để Tiêu Lệ mua quyển sách lục hợp du thần thước cho mình khỏi mất tiền. Tô Thiên đứng bên cạnh thấy Tiêu Lệ tranh giành với Tiêu Viêm che mặt luyện dược 6 sao cùng với Tiểu Y Tiên đấu tông cũng hơi run. Ở diễn biến tiếp theo, Tiêu Viêm đã nói chuyện với Tiểu Y Tiên. Là đại hội này hắn muốn tìm cho cô viên đá ma hạch cấp 7 của ma thú thiên độc hạt long thú. Tiểu Y Tiên cũng trả lời với Tiêu Viêm là tìm sau cũng được. Trở lại với Bạch Phát, dẫn chương trình của đại hội đã đưa ra một công pháp địa giai trung cấp ám ảnh công. Công pháp ám ảnh công đã được Ưng Sơn lão nhân đấu tông trả giá 970 vạn. Ở diễn biến tiếp theo, Tử Nghiên đã mở mồm nói chuyện với Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên. Cô nhân mặt người thấy mùi thối thung thùng của xác chết. Lúc này Bạch Phát đã giới thiệu một con ma thú cấp 7 gần lên cấp 8 chết khô vừa được mang ra trên sàn đấu giá cho mọi người. Tiêu Viêm đã nhìn thấy xác ma thú có hai cái cánh. Hắn nhớ ra quyển sách phi hành đấu ký thiên nhàn kiểu hành dực của Lạc Nhãn Thiên Kim Nhận Tông được Thái Lan Giết đưa cho. Vì vậy Tiêu Viêm muốn lấy ma thú khô cấp 7 này để độ cánh phi hành đấu ký thiên nhàn kiểu hành dực cho mình xài. Dù đấu tông cũng không thể đua tốc độ với hắn được. Tiêu Viêm quay sang nhìn Tử Nghiên mặt đang nhăn nhó cực kỳ khó chịu từ khi thấy được ma thú cấp 7 này. Tiêu Viêm đã hỏi Tử Nghiên có quan hệ với dòng dõi họ hàng ma thú này. Tuy nhiên Tử Nghiên đang tức đã cho Tiêu Viêm nghe là Tiêu Viêm mới có quan hệ với nó. Do đó Tiêu Viêm đã xoa đầu Tử Nghiên an ủi. Có lẽ Tử Nghiên trình độ không bằng con ma thú chết khô quắt đang ở đây. Tử Nghiên nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Chuyển đến chỗ Bạch Phát đang marketing cho sản phẩm xác chết thiên yêu hoàng tộc. Là họ không biết là ma thú nào nhưng bên trong cơ thể ma thú có cái gì còn chưa biết được. Giá khởi điểm không phải bằng tiền mặt nữa, mà hãy dùng thuốc hay đấu kỹ để trao đổi. Tiêu Viêm đã trả giá 2 viên đấu linh đan, 1 viên hoàng cực đan. Phương Ngôn của Ma Viêm Cốc đã đứng dậy trả giá một quyển sách địa giai đấu kỹ Lộng Diễm Quyết. Mà Lộng Diễm Quyết khi tu luyện có thể ngưng tụ tạo ra một loại lửa gần ngang với dị hỏa. Tiêu Viêm nghe Lộng Diễm Quyết rất thích có được quyển sách này. Lúc này Mạc Thiên Hành đã đi ra nói điểm yếu của Lộng Diễm Quyết. Là sử dụng Lộng Diễm Quyết sẽ để lại một ít tổn thương. Sử dụng vài lần tự động lăn ra chết à. Vì vậy Phương Ngôn định bịp người đành rút lui không đấu giá nữa. Sau đó Mạc Thiên Hành đã nói chuyện với Tiêu Viêm đang che mặt về ma thú cấp 7. Là nếu như Tiêu Viêm đưa ra 5 viên đấu linh đan và 4 viên hoàng cực đan, thì xác ma thú cấp 7 gần cấp 8 này mới thuộc về hắn. Tiêu Viêm đã trả giá là 3 viên đấu linh đan, 1 viên hoàng cực đan. Nhưng Mạc Thiên Hành đòi 4 viên đấu linh đan, 3 viên hoàng cực đan. Tiêu Viêm đã trả giá cuối cùng cho Mạc Thiên Hành
là 3 viên đấu linh đan, 2 viên hoàng cực đan thì chốt giá. Do đó Tiêu Viêm có được xác ma thú thiên yêu hoàng tộc. Chuyển đến phần quan trọng nhất của đại hội đấu giá, Mạc Thiên Hành đã mang ra một hộp kính đựng bồ đề hóa thể tiên có lớp bảo vệ phong ấn tránh bị cướp giật. Mà bồ đề hóa thể tiên là một dung dịch vệ sinh màu xanh nước biển đang lơ lửng bên trong chiếc hộp kính. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đã dùng linh hồn dò xét bồ đề hóa thể tiên không được, vì có phong ấn đang bảo vệ. Trở lại với Mạc Thiên Hành đã giới thiệu về bồ đề hóa thể tiên và cách đấu giá, là mọi người hãy mang vật phẩm của mình đấu giá đi vào bên trong phòng gặp hắn riêng tư một mình. Nếu Mạc Thiên Hành thấy vật phẩm nào tốt hơn sẽ cho người đó có được bồ đề hóa thể tiên. Vì vậy một số người đã lần lượt đi vào gặp Mạc Thiên Hành. Bây giờ Tiểu Y Tiên nói chuyện với Tiêu Viêm là cô sẽ đi cùng hắn hai người vào cho an toàn. Nhưng Tiêu Viêm nói với Tiểu Y Tiên là không cần. Tiểu Y Tiên cũng dặn Tiêu Viêm là Tiêu Viêm quá 5 phút đi vào bên trong gặp Mạc Thiên Hành chưa đi ra, cô sẽ thông chốt xông vào xem tình hình. Sau đó Ưng Sơn Đấu Tông, Phương Ngôn và Bềm Cốc Tiêu Lệ cùng một số người khác hay Tiêu Viêm đã lần lượt đi vào gặp Mạc Thiên Hành. Tiêu Viêm đã gặp Mạc Thiên Hành và Tề Sơn. Mạc Thiên Hành chào Tiêu Viêm lấy tên là Nhâm Kiêu, là không biết hắn mang vật phẩm gì đổi lấy bồ đề hóa thể tiên. Tiêu Viêm cũng rút viên thuốc pha tung đàn đưa cho Mạc Thiên Hành. Cảm ơn anh em đã xem hết video.